Đó là hành động giá projection của ETH sẽ như thế nào trước và sau đợt nâng cấp Shapiro. Thực ra nó vẫn là cái có thể là những cái dự án mới, những cái người mà trước đây họ không phải làm về liquid staking protocol á, họ thấy được cái xu hướng này trong 2023 2024 thì họ bắt đầu làm những cái liquid staking protocol của riêng họ. Chào mừng mọi người quay trở lại với số thứ 5 của series Fireside Chat. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận về việc quan tâm điều gì hậu Shapiro Upgrade. Và mình là Trang Trần của team Community Grow tại Coin98 Insight. Đồng hành trong video này thì chúng ta tiếp tục có anh Vinh Võ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vinh Võ. Mình đang làm Community Grow ở Coin98 Insight. Fireside Chat là một series nói về những chủ đề hot trong thị trường, những narratives mà các bạn có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư trong dài hạn. Và các bạn có thể nghe khá là nhiều cái tên như là Shanghai hay là Capella hay là Shapiro. Tuy nhiên thì Shapiro được gộp từ Shanghai và Capella, nghĩa là bản nâng cấp bao gồm nhiều các cập nhật nhỏ trên từng layer và được gọi chung là Shapiro. Trên blog của Ethereum có viết thì nó là sự kết hợp của các thay đổi đối với lớp thực thi execution layer nằm trên bản upgrade Shanghai và lớp đồng thuận consensus layer nằm trong bản upgrade Capella. Về những kiến thức như là thông tin cơ bản về Shapiro, bối cảnh lịch sử tại sao diễn ra và các giả định nguồn số liệu thực tế để ước tính lượng ETH unstake hay là giá ETH, các câu hỏi về việc root ETH hay bao lâu nhận được ETH sau khi unstake, một số rủi ro có thể liên quan thì chúng ta có thể tìm kiếm và đọc sâu hơn trong hai bài viết mà mình đề cập trên. Trong thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nói một chút về những điều mà bạn nên quan tâm, những narrative hay là những mảnh ghép nào mà các bạn nên biết sau khi sự kiện này thành công. Đầu tiên là một trong những câu hỏi mà được mọi người quan tâm nhiều nhất, đó là hành động giá projection của ETH sẽ như thế nào trước và sau đợt nâng cấp Shapiro. Vào tháng 8 2022 thì ETH có một đợt pump mạnh lên 1982 USD trước khi bản nâng cấp The Merge diễn ra vào tháng 9 và sau đó thì đâm về mức là 1300 USD. Trong vài ngày qua ETH có một đợt sóng tăng mạnh lên mức 1900 USD. Anh nghĩ sao về hành động giá của ETH trong khoảng thời gian tới và ETH có tăng giảm như sự kiện The Merge trước đó không và còn động lực tăng giá nào cho ETH sau đợt nâng cấp này không? Như em với mọi người đều biết á là The Merge và cái Shapiro đều là những cái nâng cấp quan trọng của Ethereum. Nhưng mà The Merge nó sẽ nghiêng về cái nâng cấp về mặt kỹ thuật hơn, là đánh dấu việc Ethereum chuyển từ BOW sang BOS. Còn Shapiro nó là một cái nâng cấp nghiêng nghiêng hơn về mặt về kinh tế. Có nghĩa là trong đó một trong những cái nâng cấp quan trọng nhất á là việc ETH nó sẽ bổ sung một cái logic withdraw cho những cái Ethereum validator. Có nghĩa là nó sẽ người dùng, những cái người mà stack ETH để chạy validator trong trong mạng á, sẽ bắt đầu có thể rút được ETH về mạng. Thì ở đây á, Đức Đinh đã có một cái bài viết khá chi tiết về việc là những cái điểm chú ý trong cái nâng cấp Shanghai và Shapiro này. Thì mọi người có thể tìm đọc cái bài viết đó trên Coin98 Insight. Nói tổng quan lại, nói một cách dễ hiểu hơn á, thì sẽ có một cái lượng lớn ETH đã sẽ được mở khóa, dù ít hay nhiều thì nó cũng thì anh nghĩ là nó cũng sẽ tạo áp lực bán lên giá của Ethereum trên market. Ở đây là một cái hình anh thấy nó cũng phản ánh phần nào cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là cái việc mà người dùng họ stake trong cái Ethereum validator nó cũng đã diễn ra khá lâu rồi. Và nó bắt đầu từ 2020 tới thời điểm hiện tại. Thì cái giá mà người dùng stake ở thời điểm đó với thời điểm hiện tại nó rất là chênh lệch. Những người mà stake đa phần vào 2021, họ đa phần là đủ đỉnh cũng khá là nhiều, tại vì cái giá lúc đó cũng khá là cao. Nhưng mà ngược lại, những cái người mà stake từ khoảng 400-500 đô là khoảng 2020 thì hiện tại họ vẫn lời thôi. Thì tóm lại là như anh nói nãy, áp lực bán sẽ có, nhưng mà nó là bao nhiêu và cái lực mua có thể lực mua của trên market có khá thấp, có nó có hấp thụ được cái lực bán trong cái sự kiện này hay không thì đó cũng là một cái dấu hỏi lớn. Nhưng mà nhìn theo một cái hướng khác á, thì anh cũng nói với em là cái cộng đồng crypto Twitter họ cũng đã bàn bạc rất là nhiều về cái sự kiện này rồi, thì vì đây là một cái sự kiện lớn của Ethereum, nếu mà không muốn nói là một cái sự kiện lớn của cả crypto market luôn. Thì những cái khía cạnh khác nhau của cái nâng cấp này tác động như thế nào, tác động ra sao, tác động tới ai thì nó đã được nghiên cứu và được trình bày khá là kỹ.
Mà nếu em là người thường xuyên đọc về hệ Ethereum thì anh nghĩ là những cái này em cũng đã biết phần nào. Thì anh tin tưởng là đối với những người mà hữu tâm á, nghĩa là họ quan tâm á, thì họ cũng đã tìm hiểu kỹ về cái này rồi, và họ cũng có những cái kế hoạch giao dịch của riêng mình. Thí dụ nếu mà họ short, họ hơi bearish về cái Ethereum sau cái sang Mila, thì họ cũng maybe cũng đã có những cái kế hoạch về short hoặc là bán khống này nọ. Nếu mà họ bullish á, họ cũng đã mua từ trước rồi. Thì nên anh nghiêng về việc là cái sự kiện này nó được ride in phần nào. Tuy nhiên á, anh nghĩ là vẫn có một cái hiện tượng là sell the new xảy ra sau Samila, tức là giá ETH sẽ giảm nhẹ sau Samila. Tuy nhiên á, thì cái xu hướng chính của giá ETH á, nó vẫn sẽ không có giảm mạnh như mọi người nghĩ là đùng một phát giảm 10-20%, mà xu hướng giá nó vẫn sẽ theo kiểu là phụ thuộc vào cái market sentiment chung của crypto, được đại diện bởi BTC và những cái biến động trên thị trường DeFi biểu hiện thông qua S&P 500 hoặc là những cái chỉ số khác. Từ đầu năm 2023 thì chúng ta nhìn thấy trên Twitter hay là Telegram, từ các hội nhóm trading đến các KOL đều nhắc đến keyword liquid staking rất là nhiều. Đây cũng là chủ đề mà được bàn tán rất nhiều xung quanh cái bản upgrade Shapella. Khách quan mà nói thì nhóm dự án này cũng đã tăng trưởng khá mạnh trong thời gian qua. Thì, tuy nhiên thì anh có thể đưa ra một số nhận định tổng quan về tương lai của các liquid staking protocol sau khi mà Shapella nó thành công, hay là liệu chúng ta có còn có thể đầu tư vào cái mảng liquid staking này nữa hay không? Có một suy luận khá mà anh thấy khá là hợp lý á, là vào những năm 2020-2021 khi mà em stake ETH trong các liquid staking protocol như là Lido chẳng hạn nè, thì gần như em không biết là khi nào em có thể rút ETH của mình về. Anh không nói tới việc là em giao dịch nha. Nghĩa là em có thể giao dịch ETH, RETH, giá nó cũng tương đương thôi. Nhưng vấn đề ở đây là nói rút một số lượng lớn thì gần như là không biết thời gian nào có thể rút được luôn. Nhưng mà sau khi The Moves thành công nè, rồi Samila được Ethereum họ nói là một trong những cái ưu tiên đầu tiên mà sau khi mạng mainnet, thì cái nỗi sợ mà không xác định này nó cũng không còn nữa. Tại vì hiện tại nếu mà em stake vào cái Lido hoặc những cái liquid staking protocol khác á, thì em cũng biết là sớm muộn gì mình cũng sẽ được unstake. Đúng, nó một khoảng thời gian ngắn và sớm thôi. Thì cái nỗi sợ này nó không còn nữa. Bởi vậy là nó sẽ thúc đẩy người dùng họ stake nhiều hơn. Họ không còn sợ những cái rủi ro về thanh khoản như vậy nữa. Thì vì sớm được rút mà. Giả sử bây giờ ETH nó có đâm về 0.5 á, hoặc nó có giao dịch trên thị trường cố định ở 0.5 á, thì em cũng biết là sớm muộn gì á, là một ETH cũng rút được một ETH từ Lido, đúng không? Thì nó thúc đẩy cái nhu cầu sử dụng nhiều hơn đối với các liquid staking protocol. Bằng chứng là em nhìn vào cái tốc độ ETH được stake thông qua Lido này, hay những cái liquid staking protocol khác, hoặc là số lượng ETH tổng được stake trong Ethereum nó càng ngày càng tăng, và tốc độ tăng hơn rất là nhanh, tăng hơn cái tốc độ á, nó grow nhanh hơn so với giai đoạn 2020-2021 đó. Thì anh nghĩ là khi cái nỗi sợ mà về thanh khoản nó không còn nữa, thì nó sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng của nhu cầu stake Ethereum trong các liquid staking protocol nhiều hơn. Thêm một điều nữa ở đây á, là khi mà người dùng được rút ETH, đúng không, thì những cái liquid staking protocol họ cũng rút được cái phần lợi nhuận, tại vì một phần lợi nhuận khi mà người dùng kiếm được lợi nhuận á. Thì khi mà họ đã có một số tiền rồi thì họ có rất là nhiều cách để sử dụng số tiền đó. Họ có thể khuyến khích người dùng deposit nhiều ETH hơn thông qua việc farming nè, hoặc là để roll cái protocol của họ, hoặc là họ tích lũy một phần giá trị đó cho token holder của liquid staking protocol, native token á. Đó thì đó, nói chung là anh nghĩ là một cái sao sang Bella nó là một cái gì đó, nó một cái real demand, một cái real demand cho cái liquid staking protocol thiên về hướng sản phẩm, nghĩa là TVL sẽ tăng nhiều hơn đó. Nhưng mà nói riêng về giá thì anh thấy có một sự, nói chung là cảm nhận của anh á, anh cũng không có chắc chắn lắm, là việc là ví dụ là sản phẩm tăng như vậy, đúng không, thì giá token, ví dụ TVL tăng như vậy, token chưa chắc đã tăng nha.
Anh nghiêng về cái khía cạnh là cái giá ETH nó đã được phản ánh, có nghĩa là vẫn có, nói chung là được rein phần nào rồi á, có nghĩa là nó đã phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về sự phát triển của những của các nhóm liquid staking protocol này rồi. Nên khả năng là anh nghĩ cũng có sự kiện là sell the news, có nghĩa là nếu mà sao sang 2 thì mặc dù là tất cả đều tốt về mặt sản phẩm, về mặt TVL của liquid staking protocol vẫn tốt, nhưng mà giá token nó sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Nó vẫn sẽ đi theo Ethereum như lúc đầu á, có nghĩa là nó đi theo xu hướng chung của thị trường. Tăng thì nó cũng sẽ tăng không quá mạnh, còn giảm thì anh nghĩ giảm nó sẽ mạnh á. Thì đó là góc nhìn của anh về cái của Ethereum liquid staking. Có nghĩa là về mặt sản phẩm sẽ tăng, còn mặt về giá cả thì nó sẽ phụ thuộc về thị trường. Có một câu hỏi ngoài lề, đó là em được biết là anh Vinh mua ETH từ 40 đô thì anh nghĩ là tầm nhìn ETH sẽ là bao nhiêu? Nói chung anh không biết là idol như vậy chứ anh biết tới crypto từ 2018-2019 thì nó cũng là một khoảng thời gian nó cũng sớm, lúc đó ETH cũng gần đỉnh 1.200-1.300 rồi chứ không phải là 40 đô như em nghĩ. Nhưng mà ở góc độ là một người tìm hiểu Ethereum cũng khá là nhiều thì anh vẫn tin tưởng vào một cái tương lai long term hơn là 3-4 năm tới ETH nó sẽ phát triển khá là mạnh. Và nếu về cho một con số về giá cụ thể thì anh nghĩ là 10k đó, hoặc là 4-5 số là một con số có thể đạt được cho cái chu kỳ phát triển tiếp theo của crypto. Và ETH holder anh nghĩ là nó là một cái gì đó có thể kỳ vọng được vào mùa sau, với những cái hiện tại mà Ethereum nó đang phát triển được trong một cái mùa mà anh tạm gọi là mùa downtrend theo góc nhìn của anh. Đây chỉ là một câu hỏi ngoài lề thôi nhé mọi người. Ngoài những liquid staking khá là nổi bật như anh vừa nhắc tới, như là Lido này hay là Rocket Pool, thì có những giao thức có vốn hóa nhỏ hơn, thì anh nghĩ là những giao thức nào mình có thể chú ý vào nó? Thật ra cái này anh cũng mới đăng một cái post ở trên Coin Chính Tác Insight rồi. Thật ra nó vẫn là cái có thể là những cái dự án mới, những cái người mà trước đây họ không phải làm về liquid staking protocol á, họ thấy được cái xu hướng này trong 2023-2024 thì họ bắt đầu làm những cái liquid staking protocol của riêng họ. Thí dụ là với Manifold là một cái dự án nó làm về tạm gọi là về MEP nha, thì gần đây họ bắt đầu làm một cái liquid staking protocol cho riêng họ luôn. Thì cái điểm đặc biệt ở đây của cái liquid staking protocol này á, là nó sở hữu cho mình những cái botmap riêng, và những cái botmap riêng đó nó sẽ kiếm được lợi nhuận thông qua thị trường. Ví dụ là những cái việc như là arbitrage nè, hoặc là thanh lý trong các lending protocol á, thì những cái lợi nhuận này thay vì là được những cái map setter giữ lại, thì những cái này sau khi mình trừ hết chi phí ra được phần lợi nhuận đúng không, thì nó sẽ được tích trữ lại cho các stake token. Thì ở đây là MEP ETH. Thì sau khi ra cái tin này á, có nghĩa là sản phẩm thì chưa ra mắt, nhưng mà sau khi ra cái tin này á, thì native token của những cái dự án này tăng rất là nhanh. Thậm chí là anh nhớ là bữa kia anh check giá là vô là anh thấy tăng 50% trong vòng chỉ có mấy tiếng thôi. Thì cái việc mà có nghĩa là anh vẫn thấy có rất là nhiều cơ hội cho những cái concept mới lạ ở đây. Thí dụ tiêu biểu ở đây là Manifold với MEP ETH đó. Thì đương nhiên là cái việc về liquid staking protocol, nếu mà em làm những cái giao thức nó gọi là copy fork, có nghĩa là nó tương tự giống như bản Lido 1.0 á, thì nó thật sự nó rất là khó để em cạnh tranh được với những cái giao thức lớn như là Lido, như Rocket Pool. Thì câu hỏi đơn giản là tại sao người dùng họ lại quan tâm một cái giao thức mới và tương tự như vậy, nó không có gì đặc biệt cả, trong khi là những cái sản phẩm tồn tại là lâu đời rồi, có network effect rồi, cái stake token ETH của nó cũng được ứng dụng nhiều hơn trong DeFi, thì không có lý do gì mà lại chuyển qua một cái token mới, ngoại trừ việc là cái sản phẩm, nếu ngoại trừ cái việc là cái sản phẩm liquid staking protocol của em á, nó có những cái ưu điểm nhất định mà những cái người khổng lồ kia không có. Tương tự ở đây là với cái MEP ETH của Manifold.
tuy nhiên là cái việc nó có hoạt động thực, cái concept là tốt, nhưng mà cái việc hoạt động như thế nào trong thực tế thì anh nghĩ là phải xem xét được trong tương lai nữa. Đó, nhưng mà anh nghĩ là như nói nãy là những cái vốn hóa nhỏ thì chúng ta có thể xem xét những cái người này, nhưng mà không khuyến nghị đầu tư nhé, chỉ là xem xét được concept thôi. Tại vì những cái này nó đòi hỏi việc là, tại vì trade nó rất là nhanh. Ví dụ anh đọc tin này là giá là đã đi rồi. Vì tương tự anh nghĩ là nếu mà những cái, nếu mà em không có nghiên cứu sâu á thì rất là khó để bắt giữ được những cái này. Lido là một cái tên hàng đầu khi mà chúng ta nhắc tới liquid staking. Và đầu tháng 2 vừa qua thì Lido cũng có ra mắt một cái Lido V2 với một số cập nhật quan trọng. Và LDO cũng, LDO là token của Lido, thì cũng đã có một mức tăng trưởng khá là tốt. Thì anh nghĩ sao về cái khía cạnh upside của Lido sau sự kiện Shapela này? Thật ra là Lido họ chỉ thông báo là cái tầm nhìn của họ là Lido V2 thôi, còn cái việc triển khai có thể mất một giai đoạn rất là lâu, và nó phụ thuộc vào rất là nhiều cái thành phần khác nhau. Thậm chí có những cái thành phần, những cái component mà nó không phải thuộc về, nó không phụ thuộc vào Lido mà phụ thuộc vào một bên nghiên cứu thứ ba. Thì một hồi chúng ta sẽ nói kỹ hơn về phần đó sau ha. Thì Lido V2 anh cũng như em nói là anh cũng đã có một cái buổi, một cái post cập nhật trên Coin.8 Insight rồi. Thì về cơ bản á, khi em stack trong liquid staking, thật ra là nó kết nối của ETH staker với node provider, và hai bên hợp lại với nhau để vận hành một cái Ethereum validator thôi, rồi được phần thưởng chia sẻ ra thôi, đúng không? Nhưng vấn đề đây đối với Lido á, là nó chỉ sử dụng những cái bên mà có gọi là những cái bên chuyên nghiệp á, là có nghĩa là một người, một tổ chức vận hành cực kỳ nhiều node luôn, thì nó khiến cho việc là tập trung. Thì cái Lido V2 nó giống như là cái việc là cho phép mở rộng cái tiệp node provider ra nhiều hơn. Nghĩa là không chỉ những cái bên cung cấp chuyên nghiệp như vậy mới vận hành được node, mà có thể những cái người phổ thông như anh này, hoặc là những cái công nghệ mới đó, thì cho phép là staker nó kết nối nhiều hơn với một cái tiệp node provider rộng lớn hơn, thì từ đó làm cho mạng phân cấp hơn. Thì anh đã có một cái cập nhật ở đây rồi, thì mọi người có thể xem kỹ lại cái post này. Lúc đầu thì chúng ta cũng nói khá nhiều về liquid staking, thì đó là cái khía cạnh trước cái bản upgrade của Shapela. Thì em nghĩ là mình nói thêm một chút về cái việc sau khi mà cái bản upgrade này nó thành công thì sẽ có cái công nghệ mới nào nữa nó ra đời, và nó sẽ có cái tiến triển gì nữa cho hệ sinh thái ETH. Trong cái ETH Denver thì cũng có đề cập tới là Decentralized ETH Staking, và đi kèm với nó thì là công nghệ Distributed Validator Technology DVT. Thì đây cũng là cái công nghệ mà đang được kỳ vọng khá là nhiều sau khi ETH Withdrawal nó được kích hoạt. Thì anh nghĩ sao về cái công nghệ DVT này, nó sẽ giúp ích gì cho Ethereum? Cái vấn đề về việc phân cấp Ethereum Staking á, và cái công nghệ DVT á, anh nghĩ nó sẽ có thể là những cái narrative mà được bàn tán nhiều hơn vào cuối 2023 và 2024. Thật ra đây là một cái chủ đề như em nói á, thì đây cũng là một trong những cái chủ đề được bàn tán rất là nhiều trong cái hội nghị lớn của Ethereum, như là Ethereum Denver vừa xảy ra vừa rồi á. Nhưng mà trước khi nói về cái này thì chúng ta hãy nói cụ thể hơn về cái Ethereum staking. Thì thật ra Ethereum staking nó được tài chính hóa thông qua những cái liquid staking protocol. Thì cái liquid staking protocol nó giống như là một cái người kết hợp, nó kết hợp hai nhóm người. Cái nhóm người đầu tiên á là depositor, là những người góp vốn để chạy một Ethereum validator, đúng không? Một bên thứ hai á gọi là node provider, là những cái người mà họ góp sức là chủ yếu, nghĩa là họ set up những cái phần cứng nè, chạy những cái phần mềm cũng rất là phức tạp nha, phần mềm ở execution layer này, phần mềm ở cái concession layer này. Nói chung là họ sẽ làm về phần cứng và phần mềm và vận hành node, bảo trì này nọ các kiểu. Thì nói về hai cái người chơi lớn nhất trong đây, mọi người đều biết là Lido và Rocket Pool nhé. Hướng tiếp cận này nó sẽ có những cái hạn chế gì? Đối với Lido á, thì họ sử dụng ở phiên bản trước đó là phiên bản tạm gọi là V1 đấy nhé. Thì cái node provider của họ nó được được
vận hành bởi những cái bên chuyên nghiệp. Và những cái bên này là những cái bên đã có chứng chỉ hoặc là chứng chỉ hành nghề ha, những cái bên gọi là chuyên nghiệp trên thị trường ha. Thì cái vấn đề nảy sinh ở đây là tất cả những cái node trong Lido nó được kiểm soát bởi 29 bên này, 29 bên cung cấp NO cho Lido. Còn Rocket Pool á, Rocket Pool thì nó nhắm vào Ethereum, gọi nó nhắm vào cái gọi là những cái người dùng phổ thông hơn. Có nghĩa là nó yêu cầu mỗi node provider stake một cái lượng ETH khá lớn là 16 E. Em cũng biết là ví dụ là đâu phải ai cũng có đủ 16 E để vận hành một cái node đúng không? Thì thậm chí những cái người chuyên nghiệp á, những người biết node thì có tiền thì nó cũng rất là khó, nói chung là cũng không đủ tiền để vận hành một nhiều node như vậy. Thì nó nảy sinh một vấn đề là khả năng mở rộng của Rocket Pool nó kém hơn Lido. Nhưng mà bù lại là cái vấn đề về phân cấp của Rocket Pool nó tốt hơn Lido. Và lý do tại sao là rất là nhiều core của Ethereum họ rất là thích về Rocket Pool là vì nó tốt cho mạng. Nhưng mà khả năng hạn chế, anh cũng nói rồi là hạn chế là khả năng mở rộng nó kém. Đó, như anh nói nãy Lido nó có vấn đề về centralize đúng không? Thì bây giờ chỉ cần fix cái đó, centralize đó thôi. Thì cái vấn đề centralize ở đây là thứ nhất là những cái người stake ETH họ phải tin tưởng vào những cái người đang vận hành node cho họ. Giả sử mà kiểu em deposit vào một cái node ở đó lâu lâu nó bị offline đúng không? Thì em cũng bị lapsing, em không có tối ưu được phần thưởng. Thì điều này ảnh hưởng tới cái reward của em có thể hưởng. Nó có thể tùy vào cái chất lượng của node, tùy vào cái người có kinh nghiệm chạy node hay không nha. Thì cái reward này có thể dao động từ 10, tức là bị giảm á, từ 10 đến 50% là chuyện bình thường. Nó cũng là một con số rất là đáng kể. Thì cái vấn đề về decentralize này á, cái vấn đề mà làm sao nó chạy hiệu quả hơn và làm cho nó node hiệu quả hơn thì nó liên quan đến cái công nghệ về DBT. Cái công nghệ DBT thật ra anh cũng đã có một cái post ngắn gọn để giải thích cho mọi người tổng quan là DBT là cái gì. Và thậm chí em cũng có hai bài viết đúng không? Hai bài viết về DBT đăng trên Co98 Insight Facebook. Thì mọi người có thể tìm đọc lại cái post của mình và hai bài viết của Trang để hiểu rõ hơn. Thì tổng quan lại thì cái công nghệ DBT này nó giúp cho cái Liquid Staking Protocol á nó phân cấp hơn và tối ưu hóa phần thưởng. Thì đó là lý do tại sao là nó được kỳ vọng rất là nhiều bởi những cái core dev và những cái người tìm hiểu sâu về liquid staking. Nhưng mà anh nghĩ nó cũng có những cái hạn chế riêng của nó, không có công nghệ nào hoàn hảo cả. Thì phải để nó hoạt động rồi thì nếu mà nó tốt thì nó sẽ đớp nhanh hơn và cái số lượng mà node mà chạy vận hành cái này sẽ nhiều. Thêm một vấn đề nữa về việc là sau khi cái bản Shapela này nó thành công thì anh nghĩ là Ethereum Core Dev sẽ tập trung phát triển điều gì trên cái hệ sinh thái này? Như em biết á, cái roadmap của Ethereum cũng được Vitalik public rồi đúng không? Chúng ta có được serve the world như này rất là nhiều cái giai đoạn. Thì những cái giai đoạn này chúng ta đều biết là nó được phát triển nó song song với nhau. Có nghĩa là có những cái bên những cái team nhỏ gọi là sub team đi nhé, họ đảm nhiệm cái việc R&D và testnet rồi triển khai nó, rồi sau đó sẽ triển khai lên ERP đúng không, rồi sau đó sẽ đẩy lên mainnet. Nếu mà tất cả những cái cộng đồng Ethereum Core Dev họ chấp nhận cái đề xuất đó thì nó sẽ được triển khai trên mainnet. Tuy nhiên á, em có biết một vấn đề là cái roadmap của Ethereum nó không phải là cái nó không phải gọi là cái một cái roadmap tỉnh, có nghĩa là xác định làm A làm B làm C, mà nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái điều kiện thị trường ở thời điểm lúc đó. Anh thí dụ một cái nhé, nếu các vấn đề về relation censorship mà nó tiếp tục gay gắt, có nghĩa là bị kiểm duyệt gắt hơn đúng không, thì trọng tâm của Ethereum lúc đó sẽ nghiêng vào việc là triển khai các BDS. Đó là một cái phần mà nó để mọi người biết thêm về BDS này, có thể search trên Coinchain Insight là cái gì nhé. Thì mình cũng đã viết cũng khá là nhiều về cái BDS này rồi. Rồi, thì nếu mà thật ra nếu mà ETH mà bị staking quá nhiều á thì nó cũng không phải là tốt quá với mạng. Thì nếu mà cái vấn đề này xảy ra đúng không, thì trọng tâm của cái Ethereum nó sẽ là giới hạn cái lượng ETH staking. Thật ra hai cái này nó hiện tại nó không có phải là vấn đề, nghĩa là
Vấn đề về censorship relay cũng đã được nó không có quá nghiêm trọng ở hiện tại nè. Ethereum được stake nó cũng không có quá nhiều, thì hai vấn đề tạm thời bỏ qua. Còn cái vấn đề về khả năng mở rộng sắp tới đối với EIP 4844 á, thì nó cũng thật ra nó chưa hoạt động, nó được nhắm vào quý 3, nhưng mà phải xem xét coi là cái trong thực tế nó có đáp ứng được cái nhu cầu mở rộng của Rollup và nói chung hay không, thì lúc đó mới quyết định. Nếu mà nó vẫn không đủ cho Ethereum mở rộng á, thì trọng tâm sẽ tập trung vào cái đăng sharding. Mà đăng sharding nó lại liên quan đến BDS, thì nói chung là nó sẽ nghiên cứu BDS, sau đó mới nghiên cứu đăng sharding. Đó. Còn nếu mà tất cả đều ok hết á, thì nếu mà tạm thời 4844 nó gọi là rồ tông đăng sharding nó đủ mở rộng cho Ethereum từ đây đến khoảng 2025 á, thì trọng tâm có thể sẽ nghiêng về những cái việc trải nghiệm ví, tức là cải thiện trải nghiệm của wallet thông qua cái account traction, đúng không? Và cái việc liên quan tới the verb á, là cái việc là xác minh những cái lock rẻ hơn và nhanh hơn. Thì nhưng mà anh nghĩ trong 2023 thì maybe là chúng ta sẽ thấy cái account traction trên Mainnet Ethereum cùng với đăng sharding. Mình nghĩ là cái video này nó cũng khá là dài và nó cũng khá là bao quát từ trước đến sau khi cái Shapella nó thành công. Cảm ơn anh Vinh về những chia sẻ rất là đầy đủ và tổng quan. Nếu như các bạn có các câu hỏi gì hay là có những thắc mắc gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi dưới video này, hoặc là tham gia vào các group chat của Coin98 Insight trên Telegram hoặc Facebook. Tụi mình sẽ luôn ở đó để giải đáp cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Xin chào tất cả mọi người.